cái miệng là như vậy đi. Hút bụi, quét nhà đây. Để rửa chén thôi. Ê, không được, được, được. Rửa ẩu quá, kìa cái chén còn dơ hay mà. Con phải rửa cho thiệt là sạch rồi. Thiên Channel. Hơi, mẹ của mấy đứa nhỏ đi công tác rồi. Ở nhà còn biết bao nhiêu là việc chưa làm. Một mình sao làm nổi đây. Tủ lạnh còn chưa chùi nữa. Chén dĩa thì chưa rửa. À, chỉ có xếp quần áo là xong rồi. Chăm con chó thì cũng xong rồi. Ơi, phòng khách còn chưa dọn dẹp nữa. Ba ơi, để con dọn phòng khách cho ba nha. Ôi, cảm ơn con. À, dọn phòng khách hả? Con cần phải có cái thùng nước và cái cây lau nhà đó. Dạ, con biết mà. Bây giờ mình sẽ dọn phòng khách đây. Đầu tiên á, là mình sẽ lượm những cái rác bỏ vô bao rác nè. Trời ơi, cái này là bé Na nè. Bé Na uống sữa nè, ăn táo xong còn để tùm lum hết, không chịu bỏ vô thùng rác gì hết trơn á. Mình phải lượm mình bỏ vô hết mới được. Rồi, xong rồi, buộc lại bỏ vô thùng rác nè. Thôi, đầu tiên bưng cái bàn này lên để cho con robot lau nhà nó dễ làm việc. Các bạn ơi, đây là con robot hút bụi nè. Hôm nay mình sẽ gắn cái gì cho nó đây ta? Mình sẽ trang trí con robot thiệt là dễ thương nha. Đây là cái mũi đi. Rồi, tới đôi mắt. Lấy đôi mắt này hả ta? Rồi, xong rồi sẽ tới đầu tóc. Tóc lấy kiểu nào đây? Kiểu đồ mũ hay là kiểu lá đây ta? Rồi, lấy lá đi cho nhìn cho mát mẻ. Rồi, cái miệng là như vậy đi. Rồi, bây giờ robot sẽ hút bụi, quét nhà đây. Wow, sạch quá, sạch quá. Đây, bây giờ chỉ cần nhúng nước lau nhà thôi. Đây là cái khăn này, mình nhúng nước xong rồi, bây giờ mình sẽ lau nhà. À, rất là sạch luôn. Đây, mình đi rửa lại cái khăn cho thiệt là sạch, vắt thiệt là khô và chúng ta tiếp tục lau nhà, lau nhà. Lau nhà, lau nhà. Đấy, xong rồi, bây giờ mình đem cái bàn xuống nữa là hoàn thành nhiệm vụ thôi. Xong. Ơi, con lau nhà xong rồi. Ha, cô bò thiệt là giỏi, đã giúp đỡ được ba. Nhưng còn rửa chén nữa. Ba ơi, con rửa chén cho. Con rửa được không đó? Để chú Ken đứng phụ con nha. Dạ. Rửa chén là chuyện nhỏ. Nè nè chú Ken coi con rửa nè. Đâu đâu, đầu tiên nè, mình phải đậy cái này lại để cho nước nó không chảy xuống. Sau đó chúng ta cho xà bông rửa chén vô. Rồi, mở nước ra. Đó, nước này sẽ là nước xà bông. Chúng ta ngâm những cái chén dĩa dơ vào trong đây để tí nữa chúng ta rửa cho nó dễ, vì đồ ăn bám khô rồi đó. Rồi, lấy cái đồ bùi nhùi để rửa chén thôi. Ê, không được, không được, được. Rửa ẩu quá, kìa cái chén còn dơ hay mà. Con phải rửa cho thiệt là sạch rồi con mới được xả nước. À, vậy hả chú Ken? Bây giờ phải cầm cái này chà lại. Rồi, 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 đưa vô rửa nước. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ấp chén thôi. Bà tiếp tục, nhớ rửa cho kỹ nha. Dạ. Rồi, rửa nước cho thiệt là sạch sẽ. Rồi, ấp chén thôi. Bây giờ sẽ là cái dĩa màu đỏ. Xong rồi, ấp cái dĩa lên nè, cho nó khô. Ý, cũng thích quá à. Lần đầu tiên mình được rửa chén dĩa đó. Được giọt nước nè, được rửa xà phòng nè. Ê, cái này còn dơ, cái này còn dơ. Rửa lại, rửa lại. À, dạ dạ dạ, con xin lỗi chú Ken. Để con rửa lại. Rồi, được rồi. Rửa lại với nước cho sạch xà phòng. Rồi, ấp lên. Còn cái dĩa cuối cùng thôi, rửa cho kỹ nha. Ra 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 ra. Giờ xả nước lại nè. Xong rồi. Bây giờ ấp lên thôi. Để chi bị trắng ấp cho. Ấp lên nè. Cái ly thì phải bỏ vô cái kệ tủ.
còn cái dĩa thì mình úp nghiêng lên. Rồi rồi rồi, xong rồi, còn cái ly nữa. Nhà của bé Na có ba mẹ, bé Na và cú Bo, cho nên cần có 4 cái ly. Bây giờ mình dán cái gì cho ba đây? À, thôi, bây giờ mình viết cái kênh YouTube của mình cho các bạn biết đi. Kênh của chúng ta là tên gì các bạn biết không? KN Channel. Đúng rồi, KN Channel. Ơ, bé Na lỡ viết to quá, không đủ chỗ rồi. Chữ cuối cùng là chữ E và chữ L nữa đó mấy bạn. Xong, ba ơi, con rửa chén xong rồi. Ôi, bé Na giỏi quá. Nhưng mà cái tủ lạnh còn dơ lắm, nếu chúng ta không dọn về chắc mẹ la cha con mình quá. À, để con, con sẽ chùi rửa tủ lạnh cho. Trời ơi, sao đồ ăn bị hết hạn mà ba không có giục đi vậy? Thôi, bây giờ mình sẽ giục ra. Đồ ăn bị hư rồi thì mình sẽ bỏ vô cái thùng màu xanh. Cái thùng màu xanh có hình chiếc lá là rác hữu cơ, là những rác mà nó có thể phân hủy, tự phân hủy được, ví dụ như đồ ăn nè. Còn cái thùng màu nâu là rác vô cơ, là những rác tái chế được, ví dụ như giấy nè. Dạ, người ta có thể xử lý và làm lại giấy mới á mấy bạn. À, bây giờ sẽ dùng cái nước xịt làm sạch tủ lạnh nha. Ôi trời ơi, dơ quá. Xịt và lau thì chắc nó sẽ sạch đó. Cái nước xịt này nó vừa tiêu diệt vi khuẩn luôn á mấy bạn. Rồi, lau thôi. Ôi, trắng lên rồi kìa. À, cô Bo, đồ ăn mới chú Ken mới mua về nè, con xếp vô tủ lạnh đi. Dạ. À, trái táo mình sẽ xếp vô đây. Miêu, sữa, banana, chuối, bread, bánh mì. Cái này là kẹo á, candy. Kẹo luôn, candy. Tương ớt nè. Nice. Bông cải. Nước cam nè. Và rau nữa. Chúng ta có rau củ để nấu ăn rồi. Bây giờ mình viết gì lên đây cho ba mình đây? Còn viết gì nữa? Chúng ta hãy viết tên kênh YouTube mà các bạn đang xem đi. Nữa hả? Đúng rồi, nhiều bạn còn coi nãy giờ chứ không có biết tên kênh YouTube của chúng ta đâu. Vậy thì chúng ta viết thôi. KN Channel KHANNEL. Á, không đủ chỗ rồi. Chữ L cuối cùng đó. Rồi, hoàn thành KN Channel. Ba ơi, con dọn tủ lạnh xong rồi. Wow, các con giỏi quá. Ê, mẹ mới gọi điện. Mẹ nói rằng mẹ sắp về rồi. Vậy thì bây giờ các con phụ ba bày đồ ăn tối ra, để mẹ về chúng ta cùng nhau ăn tối đi. Dạ, để con và Chibi Trắng làm việc này cho ba ơi. Đầu tiên là mình phải xếp ghế lại cho ngay ngắn nè. Rồi sau đó trải khăn bàn ra. À, để coi màu gì đây ta. Thôi màu xanh đi cho nó lấp lắm. Rồi bây giờ, để cho lãng mạn thì chúng ta cần có 2 cây nến hai bên. Tô mì baguette, tô salad, rau trộn. Và chúng ta sẽ cho dĩa lên bàn. Cái dĩa này mình sẽ trang trí cái gì đây ta? Một cái hình trái tim đi. Để cho mẹ biết rằng bé Na rất là nhớ mẹ, vì mấy hôm rồi không có được gặp mẹ. Rồi, cái dĩa này là cái dĩa cho ba. Mình sẽ để con bướm bướm vô. Rồi, tới dĩa của cô Bo. Để coi cô Bo mình sẽ lấy hình gì đây ta? À, cô Bo thích ăn bánh kem. Mình cho cái hình bánh kem vô. Cuối cùng là cái dĩa của bé Na. Để coi bé Na còn hình sticker nữa nha. Hả, còn cái bình trà. Thôi kệ, cũng được. Rồi, muốn ăn được thì phải có muỗng, mĩa, dao. Cho nên mình phải bày ra đã. Và mỗi người một ly nước ép trái cây. Chibi Trắng ơi, bày ly ra đi. Đây đây, đang bày ly ra nè. Để mình đi lấy nước trái cây đã. Đây, đây là nước cam. Rót 2 ly nước cam nè.
Còn đây là ly nước dâu. Mình sẽ rót 2 ly nước dâu. Rồi xong rồi. Ba ơi, bữa ăn tối đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ cần đợi mẹ về nữa thôi. Ôi, các con của ba thiệt là giỏi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.